Thanh tra thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành các cấp đã triển khai 118 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 59% kế hoạch năm. Qua thanh tra kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm hơn 7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 2 tỷ đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể 117 cá nhân, ban hành 250 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3 tỷ 920 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ 030 triệu đồng. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị trong thời gian tới, ngành thanh tra tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, tuyên truyền đến cán bộ công chức các quy định về luật thanh tra và các văn bản liên quan tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các trang bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.